Kính thưa quý vị, cho bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Nóng, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh cuối cùng cũng thừa nhận 5 tỷ của Vũ Nhôm, bị đề nghị 13 đến 15 năm tù. Kẻ cầm đầu buôn thuốc giả khiến ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố ra sao? Bắt giữ cán bộ kho quỹ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 19 tỷ đồng ở Quảng Bình. Sa vào ma trận tiền ảo, nữ quái ở Nghệ An lừa đảo gần chục tỷ đồng để trả nợ. Một phụ nữ ở Đà Nẵng dính bẫy hợp tác đầu tư chuyên án, mất hơn 700 triệu đồng. Khởi tố Cò Đất Đà Nẵng lừa đảo bán nhà của người nhờ làm thủ tục thừa kế. Quảng Bình triệt phá ổ nhóm tín dụng đen hơn 2.000 lượt vay với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Nóng, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh cuối cùng cũng thừa nhận 5 tỷ của Vũ Nhôm, bị đề nghị 13 đến 15 năm tù. Ngày 5 tháng 11, trước khi tiến hành xét hỏi, hội đồng xét xử đề nghị cách ly cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh với các bị cáo khác. Là người bị thẩm vấn đầu tiên, thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa khai nhận đã nghe rõ bản cáo trạng truy tố tội danh. Hòa cho hay ông ta có mối quan hệ với Phan Văn Anh Vũ từ năm 2010 và Nguyễn Duy Linh vào năm 2018. Hồ Hữu Hòa nói, bị cáo có kết nối qua điện thoại thông qua Vũ đến Linh để Vũ nhờ ông Linh hỗ trợ về vấn đề pháp luật. Khi gặp Linh kết nối cho Vũ, Linh có đồng ý không? Chủ tọa hỏi. Hòa trả lời rằng, ban đầu Nguyễn Duy Linh có đắn đo trong thời điểm ấy, rất nhạy cảm, nhưng sau đó tổ chức kết nối bằng phần mềm Viber. Hòa cho biết ông ta gặp Linh rất nhiều lần nhưng không nhớ hết đã trao đổi gì. Chỉ khi được chủ tọa nhắc lại một số câu đã từng trao đổi trong cáo trạng, Hòa mới thừa nhận đúng. Về các gói quà mà Vũ gửi, Hòa giải thích, ban đầu anh ta không biết đó là tiền mà chỉ suy đoán. Còn Phan Văn Anh Vũ thừa nhận có mối quan hệ xã hội với Hòa. Nguyễn Duy Linh là thủ trưởng cùng cơ quan nhưng không quản lý trực tiếp ông. Quá trình xét hỏi, hội đồng xét xử đã trình chiếu các bút lục khai báo trước đây của Vũ Nhôm với cơ quan điều tra. Sau khi xem xong, Vũ khẳng định, chữ viết, chữ ký trong bản khai báo đó là đúng của ông, nhưng toàn nội dung không chính xác 100%. Tiếp đó, hội đồng xét xử trích dẫn lời khai của Hồ Hữu Hòa, nhưng Vũ phản bác toàn bộ. Vũ nói đúng là Hòa có kết nối giữa Vũ với Linh, nhưng không hề đưa tiền, đưa đô la. Bị cáo Nguyễn Duy Linh được xét hỏi cuối cùng. Linh khai với hội đồng xét xử có nhắn tin với Hồ Hữu Hòa, nhưng trong câu chuyện này, theo Linh, nó có sự suy diễn. Tôi 5 lần nhận quà của Vũ, nhưng không có chuyện tiền nong gì. Việc này tôi nghĩ phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Tuy nhiên, trong phần xét hỏi đầu giờ chiều, khi được chủ tọa nhắc lại bản cáo trạng cáo buộc Linh đã nhận 5 tỷ đồng từ Vũ và có lời xin lỗi Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục, bị cáo Linh bất ngờ xác nhận ông ta có nhận tiền. Ông Linh gửi lời xin lỗi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, xin lỗi các đồng chí trong ngành vì đã làm ảnh hưởng tới uy tín của ngành. Cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo trình bày, hôm nay phải ngồi trước bục bị cáo là một sự trừng phạt lớn về danh dự đối với cá nhân ông. Khi được hỏi về việc có tác động gia đình để khắc phục số tiền 5 tỷ đồng, ông Nguyễn Duy Linh nói có, sẽ nhanh nhất có thể. Cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo nói, có thể trong chiều nay hoặc ngày mai, đó là việc đáng và cần phải làm. Sau khi xét hỏi bị cáo Linh, tòa tạm dừng nghỉ giải lao. Phía luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Duy Linh cũng đề nghị được liên hệ với gia đình nhằm khắc phục số tiền 5 tỷ đồng. Sau phần nhận tội của ông Linh, Phan Văn Anh Vũ được đưa vào khu vực cách ly và phòng xét xử. Bị cáo này cũng bất ngờ thay đổi lời khai và thừa nhận có chuyện đưa tiền cho Linh. Trước đó, trong phần xét hỏi của buổi sáng, Vũ Nhôm phản bác mọi lời khai của thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa. Vũ cho rằng nó chỉ đúng một phần. Ngay cả việc hội đồng xét xử trích xuất các nội dung khai báo, Vũ Nhôm lớn tiếng tranh cãi và cho rằng có mối liên hệ và đưa quà cho Linh nhưng không có tiền, không có đô la. Hành vi của bị cáo Linh phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt, tỏ ra ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tác động đến gia đình khắc phục hậu quả. Đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Đối với Phan Văn Anh Vũ, dù quá trình điều tra bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên tại tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nên có căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Còn đối với bị cáo Hòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tại phiên tòa đánh giá, bị cáo có thái độ hợp tác, khai báo thành khẩn nên có cơ sở được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Duy Linh từ 13 đến 15 năm tù về tội nhận hối lộ, bị cáo Phan Văn Anh Vũ từ 7 đến 9 năm tù về tội đưa hối lộ,
Bị cáo Hồ Hữu Hòa đề nghị tuyên án tù bằng thời hạn tạm giam đến ngày tòa tuyên án. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị hội đồng xét xử truy thu 5 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Kẻ cầm đầu buôn thuốc giả khiến ông Trương Quốc Cường bị khởi tố ra sao? Ngày 3 tháng 11 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Việc khởi tố ông Cường dựa trên kết quả điều tra vụ án hình sự, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn Mark Health 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Đáng chú ý, trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Lê Xuân Khang là đối tượng chủ mưu cầm đầu vụ mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh Health 2000 Canada. Tuy nhiên, Khang đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ ngày 16 tháng 7 năm 2014, nên Bộ Công an truy nã quốc tế, đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp Canada dẫn độ, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin nhập cảnh. Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ khi bắt được Khang sẽ phục hồi điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, làm rõ sự liên quan của các cá nhân tại các doanh nghiệp dược để xử lý theo quy định của pháp luật. Để được ưu tiên mua thuốc khi có nhu cầu, ngày 25 tháng 2 năm 2008 và mùng 10 tháng 5 năm 2010, hai công ty dược phẩm lần lượt ký đơn đề nghị cấp giấy lưu hành sản phẩm gửi đến Cục Quản lý Dược cho 7 loại thuốc mang nhãn Mark Health 2000 Canada. Tiếp đó là trách nhiệm của các cá nhân liên quan tại hai công ty nhắc trên, cùng công ty cổ phần y dược phẩm Mimedimac, Videdimac mẹ, công ty cổ phần dược Đại Nam, VN Pharma trong việc nhập khẩu tiêu thụ 7 trên 9 loại thuốc mang nhãn Mark Health 2000 Canada. Như vậy, việc thỏa thuận mua bán ký kết hợp đồng ngoại thương nhập khẩu các loại thuốc mang nhãn Mark Health 2000 Canada tại các doanh nghiệp do đại diện ký trực tiếp với Khang. Tổng số thuốc là gần 1 triệu 600 hộp thuốc, tổng trị giá 4,7 triệu đô la Mỹ, tương đương 98 tỷ đồng vào Việt Nam tiêu thụ. Thông qua 37 hợp đồng đã ký với Health 2000 Canada và công ty nước ngoài đã được Cục Quản lý Dược cấp phép hoạt động tại thuốc tại Việt Nam. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đối với Canada, Ấn Độ, Hồng Kông và Slovenia để làm rõ có hay không việc mua bán thuốc mang nhãn Mark Health 2000 Canada tại các doanh nghiệp trên theo 37 hợp đồng đã ký. Nhưng đến nay chưa nhận được kết quả trả lời từ cơ quan chức năng của các quốc gia này. Do đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thực hiện yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khi bắt được Khang. Quảng Bình bắt giữ cán bộ kho quỹ lạm dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 19 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của đối tượng Phạm Duy Khánh, 30 tuổi, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Công an Quảng Bình, Phạm Duy Khánh nguyên là cán bộ kho quỹ của phòng giao dịch thuộc ngân hàng trên địa bàn huyện Bố Trạch. Lợi dụng các mối quan hệ quen biết với nhiều người, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020, Khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn giao tiền cho Khánh để làm dịch vụ đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi. Các khoản vay đáo hạn có thời hạn ngắn khoảng từ 2 đến 7 ngày, nhưng do lãi suất cao thỏa thuận theo từng gói vay. Trong quá trình đó, Khánh hứa hẹn và thanh toán ban đầu đầy đủ, nên nhiều người tin tưởng và giao cho Khánh số tiền lớn. Khi lấy được tiền, Khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn và sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt. Được biết trước đó đã có 13 người dân ở địa bàn huyện Bố Trạch tố cáo Phạm Duy Khánh về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 19 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên. Sa vào ma trận tiền ảo, nữ quái ở Nghệ An lừa đảo gần chục tỷ đồng để trả nợ. Ngày 6 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự một đối tượng. Trước đó, vào ngày 16 tháng 9, Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn thư của người dân tố cáo Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1988, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, đã lừa đảo chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Sau khi điều tra, vào ngày 1 tháng 11, Công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để lừa bị hại chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt. Cụ thể, cuối năm 2019, Vân vay tiền tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng Internet, tuy nhiên bị thua lỗ khoảng 4 tỷ đồng. Do cần tiền để trả nợ và tiếp tục đầu tư tiền ảo, nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chị L. Qua trò chuyện,
Vân biết chị nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ, nên Vân giới thiệu mình quen biết nhiều người làm kinh doanh và có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục. Vân đề nghị trả cho chị L tiền hoa hồng dịch vụ là 3.000 đồng trên 1 triệu tiền chuyển khoản. Nữ quái này đã sử dụng 6 tài khoản ngân hàng của người thân, lừa chị L, đã tài khoản của những người kinh doanh thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản ngân hàng. Để lấy lòng tin của con mồi, thời gian đầu Vân trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho chị L đầy đủ. Đối tượng này dùng số tiền đã nhận để xoay vòng, chi trả tiền hoa hồng cho những nạn nhân khác, đồng thời đầu tư vào các sàn tiền ảo. Với thủ đoạn này, đến tháng 8 năm 2021, tổng số tiền mà Vân yêu cầu chị L chuyển khoản sau đó chiếm đoạt lên đến 4,5 tỷ đồng. Khi biết mình không còn khả năng trả tiền lãi và gốc, Vân tắt máy điện thoại, chặn số điện thoại của chị L rồi trốn bỏ về quê. Dùng thủ đoạn tương tự, Nguyễn Thị Vân đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng của 8 nạn nhân. Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông báo, ai là nạn nhân của Vân xin liên hệ ngay với phòng cảnh sát hình sự để làm việc. Một phụ nữ ở Đà Nẵng dính bẫy hợp tác đầu tư chuyên án, mất hơn 700 triệu đồng. Ngày 6 tháng 11, chị Quy trú tại Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng, cho biết đã có đơn gửi công an tố cáo nhóm lừa đảo qua mạng đã lừa và chiếm đoạt của chị hơn 700 triệu đồng. Trên trang Facebook, chị Quy có viết trang web NISE.http.GIBIAS. Thành viên trang này là PL đã hướng dẫn chị cách thức chơi và đặt lệnh. Theo đó, chị Quy nạp tiền đặt lệnh vốn ban đầu 500.000 đồng. Chị Quy làm theo lệnh và tài khoản có 1 triệu đồng. Mỗi ngày sẽ có 3 ca lệnh lúc 15h30, 19h30, 21h30 và các chuyên gia cho chị Quy vào nhóm trên Telegram với khoảng 100 người tham gia. Hàng ngày chị Quy vào nhóm theo khung giờ, đánh theo lệnh dọc của các chuyên gia, đặt tiền và thắng cược. Thấy chị Quy đã nhập cuộc, chuyên gia giới thiệu đang có mối đầu tư hấp dẫn, vốn thấp nhất, tất cả quá trình tham gia đều có chuyên gia dẫn dắt một kèm một, đảm bảo thắng lợi 100%. Để tạo được lòng tin, hàng ngày trong nhóm đều có người đăng hình ảnh mình đã chuyển tiền tham gia chuyên án và thắng lợi. Chị Quy đăng ký hợp đồng tham gia với số tiền 70 triệu đồng, cam kết số tiền thắng của chị sẽ nhập về tối thiểu là 2,4 tỷ đồng. Hợp đồng mang tên Hợp đồng Hợp tác Đầu tư Chuyên án của chị Quy, ký với đại diện chuyên gia là T, trú tại Tiền Giang. Hàng ngày thì nhóm bắt đầu giờ làm việc lúc 13 giờ đến 24 giờ. Người chơi sẽ làm tất cả yêu cầu để được rút tiền về. Sau chừng một tiếng đồng hồ đánh lệnh, chị Quy đã thắng cuộc với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Thời gian kết thúc đánh lệnh của chị Quy là 16 giờ. Để làm các thủ tục rút tiền, đến khoảng 20 giờ mới xong. Với tâm lý lo sợ mất khoản tiền quá lớn này, ngay trong đêm chị Quy phải cố kiếm tiền để nộp vào các loại phí nhằm được giải ngân tiền thắng. Chị Quy phải chuyển tiền trước vào tài khoản của H để trả các loại phí như giải ngân, kỹ thuật, lưu trữ, thuế, v.v. Số tiền thắng, công ty tại nước ngoài sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của chị. Ngày 28 và 29 tháng 10, chị Quy đã hai lần chuyển vào tài khoản của H hơn 733 triệu đồng. Các chuyên gia giỏm tiếp tục buộc chị Quy nộp thêm tiền thuế 10%, tức là trên 260 triệu đồng. Biết rơi vào bẫy lừa đảo, chị Quy dừng lại và làm đơn trình báo công an. Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng khuyến cáo các hình thức lừa đảo qua mạng hiện khá nhiều. Người dân cần tỉnh táo và cảnh giác thủ đoạn của kẻ xấu. Khởi tố Cò Đất Đà Nẵng, lừa đảo bán nhà của người nhờ làm thủ tục thừa kế. Ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Cò Đất Huỳnh Thị Châu, 46 tuổi, ngụ tại số 48 Nguyễn Văn Huyên, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bà Châu do nữ cò đất này đang mang thai nên được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, năm 2019, cò đất Huỳnh Thị Châu nhận lời giúp một chủ nhà trên đường Lê Vĩnh Huy, phường Hòa Cường Bắc, quận Liên Chiểu, làm thủ tục thừa kế cho con trai. Được gia chủ giao sổ hồng, Châu không làm hồ sơ mà nói dối với bà L, 39 tuổi, ngụ tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng, về việc Châu đã mua ngôi nhà trên, lừa đảo bán cho bà L với giá 7,2 tỷ. Bà L xem nhà và đồng ý đặt cọc 500 triệu đồng. Nhưng đến ngày 2 tháng 10 năm 2019, bà Châu không thực hiện cam kết đi công chứng chuyển nhượng. Bà Châu đòi bà L đặt cọc thêm 2 tỷ đồng với lý do cần hoàn thiện hồ sơ và hẹn 20 ngày sau sẽ hoàn thành công chứng. Bà L đồng ý đưa thêm 2 tỷ đồng tại văn phòng công chứng. Tuy nhiên đến hẹn ngày 7 tháng 11 năm 2019, bà Châu lại tiếp tục thất hứa. Khi bị bà L thúc giục, nữ cò đất này còn chửi và thách thức bị hại. Quảng Bình triệt phá ổ nhóm tín dụng đen hơn 2.000 lượt vay với tổng số tiền 10 tỷ đồng.
Ngày 6 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Minh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 0111D về hoạt động cho vay lãi nặng. Trong chuyên án này, cơ quan công an cũng đã bắt giữ một đối tượng là Cao Sơn Hải, sinh năm 1989, trú tại tiểu khu 1 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Cao Sơn Hải, công an phát hiện và thu giữ một cuốn sổ quản lý cầm đồ, 4 xe mô tô, 2 điện thoại di động, các giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng cùng 37,2 triệu đồng. Qua các tài liệu thu thập được, bước đầu xác định từ năm 2014 đến nay, đối tượng Hải đã cho hơn 2.000 lượt người vay, tổng số tiền vay khoảng 10 tỷ đồng, mức lãi suất cho vay từ 100% đến 110% một năm. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.